Chào các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay anh Phi sẽ dành thời gian để test và đóng một đơn hàng của cái mã hàng 676201. Đó chính là con Yo-Yo thần rồng đại dương Platinum 5. Cái con Yo-Yo này sẽ được anh Phi test đóng hàng để gửi về cho anh Trương ở thành phố Bến Tre. Ngày xưa là phường 3, bây giờ lại là phường An Hội, cho nên trên cái đơn gửi hàng anh Phi ghi đủ thông tin là phường 3 hoặc là phường An Hội luôn đó các bạn ha. Về test cái con Yo-Yo này thì thật sự nó không có khó khăn gì với anh Phi hết. Bởi vì ngày xưa giờ, nếu các bạn có xem clip ở cửa hàng Abo thì các bạn biết rằng là anh Phi test rất là nhiều. Và tại sao anh Phi đã test rất là nhiều rồi và anh Phi vẫn ghi hình như vậy? Bởi vì đó là cứ mỗi một đơn hàng diễn ra thì hết 9 phần là anh Phi sẽ ghi hình. Bởi vì anh Phi sẽ gửi đoạn clip này cho khách hàng. Một là để cho khách hàng biết rằng là ở cửa hàng Abo anh Phi đang test hàng như thế nào. Hai là cái chất lượng hàng như thế nào mới được đóng hàng gửi đi. Đối với cái con này thì chất lượng của nó thì thực sự là tuyệt vời các bạn. Trời rất là ngon và rất là cứng cáp, với một cái giá tiền cực kỳ phù hợp trong giai đoạn này thôi ha. Giai đoạn sau hoặc là giai đoạn sau nữa thì anh Phi không biết. Tại vì cái hàng về nó sẽ phụ thuộc vào cái giá tệ, cái tiền của nhân dân tệ ha các bạn. Thì hiện nay cái giá của nó sẽ là 169.000. Và khi gửi hàng đi thì anh Phi sẽ tặng theo 4 giây. Cái giây màu cam ngay chỗ cái dao gọt giấy các bạn thấy không. Thì bây giờ thì anh Phi đang tra dây vào cái con Yo-Yo, và làm một cái nút thắt trên tay các bạn ha. Thì tới đây thì anh Phi cũng xin để lại để các bạn xem và các bạn kiểm nghiệm xem anh Phi test như thế nào. Và các bạn để cập nhật những clip mới nhất của mình Abo thì các bạn đăng ký kênh ha và nhấn nút chuông nha các bạn, để khi có những cái đoạn clip mới nhất, tuy nó không có hấp dẫn các bạn lắm nhưng mà sẽ là cập nhật những cái đồ chơi mới nhất hoặc là đơn hàng mới nhất tại Abo để các bạn xem, mà biết đâu đó chính là đơn hàng của các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn xem.